Theo VTV, Ủy ban Nhân dân Hà Giang vừa phát đi thông báo về việc Trung Quốc bắt đầu xả lũ sông Lô từ trưa ngày 11 tháng 9 và cảnh báo các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do lưu lượng mực nước tăng có thể gây ngập úng. Chỉ từ thông báo ngắn gọn trên, nó đã phác họa cho chúng ta một bức tranh toàn cảnh hết sức báo động. Chỉ trong vẻn vẹn có mấy ngày mà Việt Nam đã ghi nhận hàng loạt những vụ việc thương tâm do bão lũ gây ra. Lần lượt các tỉnh, thành phố như Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Nội, v.v. đều gặp tình trạng lũ quét và sạt lở đất. Tính đến 13 giờ 30 ngày 11 tháng 9, đã có 296 người thiệt mạng và mất tích, 811 người bị thương vì bão lũ. Hoa màu, vật nuôi của người nông dân bị cuốn trôi theo dòng nước. Bầu không khí nặng nề và cực kỳ tang thương bao trùm toàn miền Bắc và cả nước nói chung. Mà tác nhân chính gây ra đến từ sông Hồng, hay cụ thể là do ảnh hưởng từ hoàn lưu của bão Yagi gây mưa lớn trong nhiều ngày. Một phần thì cũng ảnh hưởng từ việc Trung Quốc xả đập. Tất cả đã khiến lượng nước của các nhánh con sông của sông Hồng tăng mạnh và tạo nên cảnh tang thương như hiện tại. Sông Hồng luôn được coi là cửa ngõ để Việt Nam kết nối Trung Quốc, kết nối về phát triển kinh tế, thương mại, văn hóa và xã hội. Cách đây cả ngàn năm, từ thời nhà Lý, nhà Trần, sông Hồng đã là tuyến đường chính để hàng hóa từ Trung Quốc đưa vào nước ta và ngược lại. Hãy tưởng tượng những chuyến thuyền chở đầy ắp hàng hóa xuôi dòng từ Vân Nam, Trung Quốc xuống thành Thăng Long. Những chuyến thuyền qua lại nhộn nhịp, tiếng gọi nhau vang vọng cả một đoạn sông dài, tạo nên một bức tranh giao thương tấp nập trên dòng sông Hồng. Ấy vậy mà giờ đây, bức tranh ấy đã dần thay đổi. Với sự phát triển của xã hội, giao thương phần nào đó đã bị đẩy lùi về quá khứ. Nó được thay thế bởi hàng chục con đập thủy điện và các con đập lớn nhỏ mà Trung Quốc xây dựng lên để kiểm soát thượng lưu sông Hồng, khiến các mối hiểm họa luôn rình rập tới vùng hạ lưu, cụ thể là vùng lãnh thổ của Việt Nam. Đây đã không còn là câu chuyện về những nét giao thoa văn hóa giữa hai nước, mà đó là câu chuyện về địa lý, câu chuyện về địa chính trị. Chào mừng đến với Battle Cry, người kể sử. Lợi ích của sông Hồng đối với Trung Quốc. Sông Hồng dài 1.149 km, bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và chảy qua miền Bắc của nước ta, rồi đổ ra Biển Đông. Đoạn trên lãnh thổ Việt Nam dài hơn 500 km, phần còn lại là trên đất Trung Quốc. Như vậy thì hai đoạn sông gần như là tương đương nhau. Đây được mệnh danh là một trong những dòng sông quan trọng bậc nhất, khi nó vừa đóng vai trò tưới tiêu, cung cấp nước cho nông nghiệp, cũng như vừa là nguồn nước sinh hoạt quan trọng của nhiều đô thị ở cả Trung Quốc và Việt Nam. Các lợi ích đối với nước ta thì không cần phải bàn cãi. Vùng đồng bằng sông Hồng đã nuôi sống biết bao nhiêu thế hệ của những người ở tỉnh thành phố miền Bắc nước ta. Vậy thì ngược lại, với Trung Quốc, sông Hồng có ý nghĩa đặc biệt gì? Đầu tiên thì chúng ta cần phải ngược dòng lịch sử để thấy ưu điểm của sông Hồng được phát huy từ rất sớm. Sông Hồng từ xưa đã đóng vai trò là con sông giao lưu của hai nước. Sông Hồng hay còn được gọi là dòng sông mẹ của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nó không chỉ có ý nghĩa to lớn về mặt lịch sử và văn hóa, mà nó còn từng là một con đường giao thương huyết mạch giữa Việt Nam và Trung Quốc trong nhiều thế kỷ, từ thời kỳ phong kiến cho tới bây giờ. Sông Hồng đã chứng kiến không biết bao nhiêu chuyến hàng hóa qua lại, từ lụa là, gốm sứ, đến nông sản và thuốc men. Thế nhưng so với ngày xưa, thì vai trò của nó trong việc vận chuyển hàng hóa giờ đây đã tụt hậu khá khá rồi. Bởi vì bây giờ thì người ta sử dụng đường bộ và đường sắt để vận chuyển hàng hóa nhiều hơn. Ngày nay thì sông Hồng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc giao thương giữa hai nước, nhưng chủ yếu là ở khu vực biên giới Lào Cai, Hà Khẩu. Đây là nơi mà dòng sông chảy qua biên giới, nối liền hai tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và Lào Cai của Việt Nam. Cửa khẩu này không chỉ là chốt kiểm soát, mà còn là điểm hẹn của những đoàn xe chở nông sản, đồ điện tử, hàng tiêu dùng qua lại mỗi ngày. Phần lớn hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai được vận chuyển bằng đường bộ và đường sắt. Thực tế vận chuyển bằng đường sông gặp nhiều khó khăn hơn so với đường bộ. Đặc biệt là đoạn sông Hồng chảy từ Trung Quốc qua biên giới Việt Nam thì rất hiểm trở. Dòng chảy mạnh, khúc cua gấp, nhiều đá ngầm khiến việc lái thuyền trên sông trở thành một thách thức không nhỏ. Nhất là vào mùa mưa lũ, nước sông dâng cao và chảy xiết như thể đang nổi giận. Đi thuyền qua đoạn sông này
chẳng khác gì cưỡi ngựa qua cầu treo ở miền núi cả, tức là nguy hiểm vô cùng. Vào mùa khô, tình trạng cũng không khá hơn. Mực nước sông thấp, nhiều chỗ lộ cả bãi cát lớn, khiến thuyền bè không thể di chuyển. Nên vận chuyển hàng hóa qua sông Hồng ngày nay đã dần bị thay thế bằng đường bộ và đường sắt, nhanh hơn, an toàn hơn và cũng ít rủi ro hơn. Thứ hai, sông Hồng có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống và con người ở vùng Vân Nam của Trung Quốc. Sông Hồng là tên gọi ở phía Việt Nam. Còn ở Trung Quốc, con sông này có tên là sông Nguyên Giang, bắt đầu từ dãy núi Nguy Sơn của tỉnh Vân Nam. Đây là một con sông dài và quan trọng bậc nhất ở miền Tây Nam của Trung Quốc, trước khi chảy vào Việt Nam, ở địa bàn tỉnh Lào Cai. Vân Nam là tỉnh có diện tích gần 400.000 km², tức là còn lớn hơn cả diện tích Việt Nam chúng ta. Thủ phủ của tỉnh này là thành phố Côn Minh, và tỉnh Vân Nam đặc biệt là nơi bắt nguồn của những con sông đặc biệt quan trọng, hoặc cũng là nơi chảy qua của những con sông quan trọng, trong đó thì có sông Hồng, sông Đà và sông Mekong. Nguồn nước từ các con sông này chính là nguồn cung cấp quan trọng cho các con sông lớn khác đi qua nhiều lãnh thổ của Trung Quốc và cả Việt Nam. Có thể nói rằng thiên nhiên và địa lý của Vân Nam sở hữu rất nhiều đặc điểm thú vị, từ hệ thống núi non hiểm trở, các thung lũng sâu đến hệ thống thủy điện lớn. Khu vực Vân Nam, nơi con sông Hồng chảy qua, nổi tiếng với sự đa dạng về sinh học. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật đặc hữu của Trung Quốc. Các khu rừng nhiệt đới ven sông Hồng chứa đựng nhiều loài cây quý hiếm và hệ động vật phong phú. Trung Quốc cũng đã cho xây dựng nhiều cây cầu băng qua sông Hồng để kết nối những vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Vân Nam. Thế nhưng vào mùa lũ, các cây cầu này dễ bị hư hỏng nặng do sức mạnh của dòng nước. Việc xây dựng lại và gia cố những cây cầu này trở thành biểu tượng cho sức mạnh kỹ thuật và ý chí của con người Trung Quốc trong việc chế ngự thiên nhiên ở nhiều khu vực hẻo lánh. Bên cạnh đó, việc Vân Nam sở hữu nhiều dòng sông mẹ có nghĩa là Vân Nam có lượng nước ngọt khổng lồ, đủ để nuôi sống nhiều người ven sông. Điển hình như người Hà Nhì, đây là một trong những dân tộc lớn của tỉnh Vân Nam. Người Hà Nhì có truyền thống sống ở những vùng núi cao và canh tác lúa nước trên các thửa ruộng bậc thang. Ruộng bậc thang ở Châu Hồng Hà, Vân Nam là một trong những di sản thế giới được UNESCO công nhận và là biểu tượng của văn hóa người Hà Nhì. Ruộng bậc thang ở Hà Nhì vô cùng ngoạn mục, nằm tại các sườn núi dốc của Ai Lao Sơn, Cao Chót Vót và các vực sâu thẳm hiểm trở bên cạnh sông Hồng. Trong khoảng 1.300 năm qua, người Hà Nhì đã phát triển một hệ thống phức tạp, tạo ra các kênh nước để đưa nước từ con sông lên đỉnh núi và các ruộng bậc thang. Họ cũng tạo ra một hệ thống canh tác tổng hợp chăn nuôi từ trâu, bò, vịt, cá, lươn, sản xuất lúa gạo và trồng nhiều loại cây ăn quả khác. Tiếp đó thì ven sông Hồng còn có một cộng đồng thiểu số rất đông ở Trung Quốc, lên đến khoảng 7 triệu người. Đó là người Di hay còn gọi là người Lô Lô. Họ sống rải rác khắp các vùng núi Vân Nam, bao gồm cả khu vực ven sông Hồng. Và cuối cùng, quan trọng nhất là trong những năm gần đây, nguồn nước ngọt trên trái đất ngày càng trở nên khan hiếm do nhu cầu sử dụng tăng cao, mà lượng mưa bình quân hàng năm đang có xu hướng giảm do biến đổi khí hậu. Do vậy, Trung Quốc cũng đang có nhiều kế hoạch xây dựng các tuyến dẫn nước từ Tây Tạng đi Tân Cương với chiều dài khoảng 1.000 km và một chương trình được gọi là dẫn nước từ Tây Nam lên Đông Bắc. Trước mắt, họ đã xây dựng những tuyến dẫn nước đi tới Bắc Kinh dài cả 1.100 km, chuyển nước từ vùng Tây Nam lên phía Bắc với kinh phí 28 tỷ đô. Tất cả là vì sự ổn định nguồn nước của thủ đô Bắc Kinh. Nguồn nước ở đoạn sông Hồng tại khu vực Vân Nam lúc này được ví như một mỏ vàng, vô cùng thích hợp để Trung Quốc sử dụng là một đối tượng cấp nước cho dự án trên. Thế nhưng với sự phát triển về phía Tây Nam của Trung Quốc dẫn tới việc nguồn nước được sử dụng ngày càng triệt để, nó sẽ dẫn tới sự cạn kiệt, hoặc là họ sẽ sử dụng triệt để nguồn nước này để cấp cho những khu vực khác trên đất nước họ. Trung Quốc có ý định là khai thác triệt để vùng thượng lưu, và đồng thời nó cũng sẽ tạo ra nhiều hiểm họa đối với khu vực hạ lưu sông Hồng, cụ thể là Việt Nam. Những ẩn họa trực chờ. Trong nhiều năm qua, cứ tới mùa lũ là những người dân ở vùng núi Bắc Bộ lại phải cực kỳ lưu tâm tới những thông tin kiểu như nước lũ dâng cao do phía Trung Quốc xả thủy điện, lũ trên sông Hồng sẽ dâng lên do nhà máy thủy điện ở phía thượng nguồn bên Trung Quốc xả lũ để đảm bảo an toàn cho thân đập, vì chẳng có một nhà máy thủy điện nào có thể tích lũ mãi được.
mà cũng không cần phải nhìn đâu xa. Đến hiện tại đây, chúng ta cũng đã đủ thấm tình cảnh này. Phần sông Hồng bên Trung Quốc có hai nhà máy thủy điện nổi tiếng. Một là thủy điện Nam Sa, được xây dựng ở huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam. Và hai là thủy điện Mã Đồ Sơn, thuộc Hà Khẩu của Vân Nam. Thủy điện Mã Đồ Sơn là nguồn cung cấp điện quan trọng cho vùng Tây Nam của Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Vân Nam. Nó giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế của khu vực này. Hà Khẩu thì ngay bên kia Lào Cai rồi. Thủy điện này thì cách thành phố Lào Cai khoảng 95 km. Dung tích hồ chứa là hơn 500 triệu mét khối. Dung tích điều hòa là 261 triệu mét khối. Chiều cao đập là hơn 100 mét. Và diện tích bề mặt là hơn 19 km vuông. Nếu mà thủy điện này xả lũ, thì thời gian chuyển lũ tới Lào Cai đâu đó chỉ mất khoảng 12 tiếng. Vậy thì những thủy điện ở Trung Quốc tác động thế nào tới sông Hồng? Các con đập thủy điện ở Trung Quốc đã giữ lại một lượng nước phù sa lớn trước khi sông Hồng chảy vào Việt Nam. Trước đây, lượng phù sa về đồng bằng Bắc Bộ dao động từ 80 cho tới 100 triệu tấn một năm. Thế nhưng, sau khi nhiều con đập thủy điện ở Trung Quốc được xây dựng, thì lượng phù sa này đã giảm xuống. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới độ màu mỡ của cả vùng đồng bằng Bắc Bộ. Hơn thế nữa, các con đập thủy điện này cũng làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của sông Hồng. Vào mùa khô, lượng nước về Việt Nam đã giảm đi. Trong khi vào mùa mưa, thì Trung Quốc xả nước từ các hồ chứa, lượng nước lại tăng đột ngột, gây nguy cơ lũ lụt ở vùng hạ lưu, cụ thể là vùng lãnh thổ của Việt Nam. Xây dựng các con đập lớn tại Trung Quốc đã dẫn tới việc chiếm hữu nguồn nước và làm thay đổi môi trường địa phương. Sự giảm lượng nước chảy tự nhiên xuống các con sông đã làm ảnh hưởng tới hệ sinh thái vùng lân cận và gây biến đổi môi trường. Hay nói cụ thể hơn là ô nhiễm môi trường cực kỳ nặng nề do chất xả thải từ nhiều nhà máy và cả các thủy điện nữa. Nó làm cho hệ sinh thái tự nhiên và đời sống của người nông dân dọc theo các con sông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nuôi cá thì cá chết, trồng trọt thì héo úa. Điển hình là bên Trung Quốc có nhà máy cồn sắn. Cứ tới tháng 2 hàng năm là họ xả thải, chảy sang bên Lào Cai, làm nước sông Hồng ở đây ô nhiễm, sùi bọt như xà phòng. Sinh vật dưới sông thì cũng ít dần đi. Trước đây người dân còn có thể bắt được những con cá lên đến 4-5 cân. Nhưng 2 năm gần đây hầu như không còn nữa. Không chỉ ảnh hưởng tới Lào Cai, mà Yên Bái thì cũng gặp phải tình trạng tương tự. Người dân không thể sống nhờ đánh bắt cá ven sông, trồng trọt thì cũng khó. Họ buộc phải làm những ngành nghề khác, như là phải sang Trung Quốc kiếm việc làm chẳng hạn. Bên cạnh đó, do nắm giữ khu vực thượng nguồn, nên việc điều tiết nước sông Hồng cũng phụ thuộc luôn vào Trung Quốc. Nói cách khác, đây cũng có thể coi là một thứ vũ khí nước tiềm tàng. Quyền điều tiết đều nằm trong tay của Trung Quốc, khiến Việt Nam phải sống trong tình trạng thấp thỏm trong nhiều năm. Khi mình không cần nước thì họ xả, ngược lại lúc mình cần thì họ lại đóng. Trước đây thì lũ sẽ theo chu kỳ tự nhiên, mỗi năm thì sẽ có vài mùa, nhưng giờ thì ngược lại, tức là chưa phải mùa mưa nhưng vẫn có thể có lũ. Bởi bên Trung Quốc mưa thì họ sẽ đẩy nước xuống sông Hồng hạ lưu, dần dà tích tụ lại thì họ sẽ xả. Đương nhiên là sẽ tạo ra sự bất thường so với thời tiết ở Việt Nam. Thành phố Lào Cai cũng đã có những chương trình hợp tác với phía Trung Quốc để đảm bảo an ninh nguồn nước. Thế nhưng khi nào Việt Nam cần thì phải có công hàm đề nghị, phía Trung Quốc họ còn xem xét chán. Việt Nam cũng không nắm giữ được nhiều thông tin về sông Hồng ở thượng lưu để biết đường và tính toán. Ví dụ như là khi Việt Nam yêu cầu được khảo sát các đập thủy điện đầu nguồn của sông Hồng ở Trung Quốc, thì họ cũng tạo điều kiện cho Việt Nam qua. Thế nhưng ta không được đi vào hết các địa điểm đó, chủ yếu là chỉ nắm bắt được thông tin qua hệ thống bản đồ. Hay khi ta lập dự án thủy điện Lai Châu, tập đoàn EVN thông qua con đường ngoại giao, thông qua con đường chính phủ, rất nhiều lần có văn bản đề nghị phía Trung Quốc cấp cho Việt Nam số liệu cũng như hiện trạng các công trình ở thượng nguồn sông Đà, nhưng họ đều từ chối. Tổng kết lại, đoạn sông Hồng chảy qua Trung Quốc hay còn gọi là Nguyên Giang, mang đậm nét địa lý, đặc thù của một vùng núi hiểm trở. Sông Hồng tại đây không chỉ là một dòng sông có dòng chảy mạnh mẽ, tạo ra cảnh quan hùng vĩ, mà còn là nơi có nhiều câu chuyện văn hóa lịch sử thú vị, gắn liền với cuộc sống của nhiều đồng bào, các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, sự phát triển về kinh tế, việc xây dựng các con đập thủy điện và tác động từ biến đổi dòng chảy đang đặt ra nhiều thách thức về môi trường và ảnh hưởng tới quốc gia vùng hạ lưu, trong đó có Việt Nam của ta.